Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu khi đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, như thật quan sát tướng tất cả pháp, thì khi đó đại Bồ Tát thấy ngã cho đến người thấy không sanh hoàn toàn thanh tịnh, cho nên thấy sắc cho đến thức không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy nhãn xứ cho đến ý xứ không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy sắc xứ cho đến pháp xứ không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy nhãn giới cho đến ý giới không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy sắc giới cho đến pháp giới không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy nhãn thức giới cho đến ý thức giới không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy nhãn xúc cho đến ý xúc không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy các thọ do nhãn xúc làm cho sanh ra cho đến các thọ do ý xúc làm cho sanh ra không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy địa giới cho đến thức giới không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy nhân duyên cho đến tăng thượng duyên không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy vô minh cho đến lão tử không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy cảnh giới đoạn cho đến cảnh giới vô vi không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy thánh đế khổ tập diệt đạo không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy tám giải thoát chín định thứ đệ không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy tịnh quán địa cho đến Như Lai địa không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy cực hỷ địa cho đến pháp vân địa không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy năm lại mắt sáu phép thần thông không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy pháp không quên mất tánh luôn luôn xả không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy dị sanh và pháp dị sanh không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy dự lưu và pháp dự lưu không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy nhất lai và pháp nhất lai không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy bất hoàn và pháp bất hoàn không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy a la hán và pháp a la hán không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy độc giác và pháp độc giác không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy đại bồ tát và pháp đại bồ tát không sanh hoàn toàn thanh tịnh, thấy chư Như Lai ứng chánh đẳng giác và pháp chư Như Lai ứng chánh đẳng giác không sanh hoàn toàn thanh tịnh. Khi ấy Xá Lợi Tử bảo thiện hiện: Theo như tôi hiểu nghĩa lời tôn giả nói thì ngã hữu tình vân vân hoàn toàn không sanh, sắc cho đến thức hoàn toàn không sanh, cho đến Như Lai ứng chánh đẳng giác và pháp Như Lai hoàn toàn không sanh. Nếu như vậy thì dị sanh phàm phu chịu thọ sanh trong sáu đường không khác nhau. Vậy thì không cần phải dự lưu đắc quả dự lưu, không cần phải nhất lai đắc quả nhất lai, không cần phải bất hoàn đắc quả bất hoàn, không cần phải A-la-hán đắc quả A-la-hán, không cần phải độc giác đắc quả độc giác Bồ Đề, không cần phải đại Bồ Tát vì đắc trí nhất thiết tướng, mà tinh cần tu học để lần lượt chứng đắc năm thứ Bồ Đề. Lại nữa thiện hiện, nếu tất cả pháp hoàn toàn không sanh thì tại sao dự lưu? Vì quả dự lưu mà siêng năng tu tập chân đạo vĩnh viễn chấm dứt ba kiết sử. Tại sao nhất lai? Vì quả nhất lai mà siêng năng tu tập vĩnh viễn chấm dứt tham sân si. Tại sao bất hoàn? Vì quả bất hoàn mà siêng năng tu tập vĩnh viễn chấm dứt hạ phần kiết sử, kiến lập năm lại phần vị sai khác. Tại sao A-la-hán? Vì quả A-la-hán mà siêng năng tu tập vĩnh viễn chấm dứt thượng phần kiết sử. Tại sao độc giác? Vì độc giác Bồ Đề mà siêng năng tu tập pháp duyên khởi để tự giác ngộ. Tại sao đại Bồ Tát? Vì cứu độ vô lượng vô số hữu tình mà siêng năng tu tập hơn trăm ngàn hạnh khổ có hành.